Xin chào tất cả các bác nhé. Chào mừng toàn thể các bác quay trở lại kênh Đặng Tín Audio ngày nay. Và thứ video thì ngày hôm nay ngày 1 đầu tháng. Thì ngày 1 đầu tháng xin kính chúc tất cả bác có một tháng mới sức khỏe dồi dào và công việc thuận lợi. Thì vẫn như mọi lần, em ngày hôm nay 1 đầu tháng em Đặng Tín Audio tiếp tục giảm giá sập sàn tất cả các mặt hàng, đẩy vang mic quản lý nguồn nâng tiếng ngày này với giá rất là sốc ngày 1 đầu tháng. Và 1 đầu tháng hoan hỉ trong live, 1 đầu tháng anh em vào cùng hoan hỉ với bác bỏ vài giây ủng hộ nhá, tín xong live nào và nhớ đăng ký kênh em nhá. Đấy, 1 đầu tháng bác cùng bỏ ra vài giây anh em cùng hoan hỉ 1 đầu tháng thôi, anh em nhớ nút like để ủng hộ em Đặng Tín, để em nhấn động lực em bán giá tốt nhất cho các bác ngày hôm nay luôn. Sập sàn ngày hôm nay cực kỳ nhiều mặt hàng đây, kể cả đẩy 4 kênh 2 kênh cực kỳ khủng ngày hôm nay, vàng mic rất nhiều. Anh em hoan hỉ cho một like nhé, và em sẽ báo giá từng rồi. Và giờ khoản đầu tiên đây, thì ngày hôm nay đây em Đặng Tín nó tiếp tục khuyến mãi các bác với dòng loa lời ETC, thực sự bác đang cháy hàng khét nẹt luôn. Và em tiếp tục làm việc với hãng sẽ khuyến mãi các dòng loa lời cao cấp nhất của ETC, và bác nào đã nhận được dòng loa này bác biết được chất lượng quá này, các phản hồi quá là hay, và các bác đã đến cửa hàng test và lấy rất rất nhiều luôn, hiện tại số lượng không còn nhiều nhá. Thì đây là dòng loa lời cao cấp của ETC, cấu hình rất đẹp luôn. Và cấu hình con này sử dụng là một bát 20 và một chép kèn, và tất cả phân hộp gỗ cao cấp hết. Thì như mà bác nào biết thì do bộ già này các bác ấy, bác dùng loa full hay loa nằm, bác nào mà muốn thêm một tiếng lời, một đôi loa lời để bác ghép vào cho tiếng nhạc, tiếng mic, tiếng karaoke hay thì đây, đây là sự chọn cực kỳ hợp lý luôn. Thì bác cứ ghép vào đôi loa full, bác đấu từ đít loa lên hoặc đánh trực tiếp vào đẩy vào mi cho em thoải mái nhá, vì đây là dòng loa cao cấp của EDC, nó rất là đẹp luôn, hàng cao cấp nhá. Và tiếp tục sẽ khuyến mãi các bác. Thì đây là thông số của nó đây, model là M10, trở kháng 8 ohm này, giải từ 800 đến 20kHz, độ nhạy 92 dB và công suất là 180W một loa này. Đầy đủ bên trong, phân tần đầy đủ nhá. Nó quá là đẹp, và quan trọng cái chất âm của dòng này nó quá là hay. Thực sự em bán mấy ngày vừa rồi gần như là cháy hàng, không có đủ hàng để bán cho bác luôn. Cực kỳ chất lượng luôn. Một đôi loa lời phải nói em nó đánh giá nó quá là hay luôn. Và bây giờ sẽ test lại chất âm và sẽ báo giá các bác nhá. Tiếp tục em làm việc với hãng khuyến mại sốc các bác luôn, chơi lớn các bác luôn. Với dòng loa ETC, loa lời cao cấp này, một bát 20 và một chép kèn rất lớn luôn. Và bây giờ sẽ test bác nghe chất âm của loa lời này, duy nhất em đánh một đôi này thôi nhá, để bác nghe chất âm lời của nó hay như nào nhá. Đợi một chút nha, đây bỏ quảng cáo này. Xin lỗi quý khách nói với con là đừng đặt ghế nữa nhé. Không, anh mới lại. Bác nghe chất âm nhá. Thương con để lại đời ta, rơi vô theo tháng ngày. Quá hay, duy nhất một đôi này các bạn nhá. Ôm ấp cuộc tình, cuộc tình buồn vì ngày đó người đi. Ôi bao năm tháng yêu gần bên nhau rồi xa. Quá hay và mượt mà các bạn nhá. Có những lúc em ngồi một mình đợi anh, đợi người đi trắng về, quên mất câu thề. Bỏ lại đây tình ta còn đang gió xa. Có thấy hay, chất lượng ủng hộ cho một like nhá. Và em sẽ tiếp tục khuyến mãi bác 5 đôi nữa thôi, 5 đôi loa ETC loa lời cao cấp này. Và bác biết rồi, giá hãng hiện nay đang bán là 2.800.000, nhưng em vẫn tiếp tục khuyến mãi các bác sốc luôn. 5 đôi nữa bác là chốt nhắn tin qua cho em. Với cú pháp chốt loa ETC, cứ nhắn tin qua cho loại này. Với cú pháp chốt loa ETC giá 1.600.000 một đôi bao ship. 1.600.000 một đôi bao ship, nhận hàng kiểm tra thanh toán không phải đặt cọc. Bác nào chốt nhắn tin ngay qua cho em. Cứ nhắn tin qua cho thoại. Với cú pháp chốt loa ETC 1.600.000 một đôi em bao ship. Thực sự đây là một mức giá nó quá là tốt với một số khúc quà cực kỳ hay cao cấp ETC này. Chốt loa ETC nhắn tin ngay cho em 1.600.000 một đôi. Đếm Đặng Tín Audio nhận hàng kiểm tra thanh toán không phải đặt cọc. Thực sự là một đôi loa lời nó đáng đồng tiền, nó đẹp từ hình thức đến chất âm con này, nó cực kỳ hay rồi. Và với mức giá em bán một mức giá quá chiên 1.600.000 một đôi, bác nào chốt vào đó hãy nhắn tin cho em. Đấy, bác nào chốt vào đó phải nhắn tin qua số thoại nhé, đừng bình luận trên này, bình luận trên này không chốt đơn đâu nhá. Bác nào chốt cứ nhắn tin qua số thoại, bác nào chốt loa ETC 1.600.000 một đôi, em bao ship ơi, bảo hành cho bác. Ok chưa? Bác nào chốt nhắn tin ngay cho em nhá. Rồi, và trước mắt vào đây. Thì em xin thông báo bác, hôm nay em có 5 bộ mic BBS K988, một dòng mic rất cao cấp, BBS thì quá nổi tiếng rồi. Và full hộp luôn, 5 bộ này em lấy được hàng tồn kho.
full hộp luôn nhá, mic không dây. Bác nhìn thiết kế nó này, 6 số tiếng ngắt mặt cao cấp nhá, một dòng mic chuyên nghiệp luôn. Và giá ngày hôm nay thì em báo giá anh em giật mình luôn, có 5 bộ thôi, bác là không chốt nhanh thì không có hàng đâu. Còn riêng dòng mic BBS này em bao quá cái chất tiếng luôn, anh em làm sâu cái sự kiện kẹo kéo vào gia đình. Đằng sau có rắc nguồn, rắc 6 liều hay với rắc calon nhá, đây hai anten đây, phải nói đằng trước nó quá đẹp, bộ mic không dây nó quá đẹp luôn. Và cháu xem cái tai mic và sẽ báo giá thì anh em bị giật mình luôn, có 5 bộ đây thì em thấy nhí còn nguyên hộp luôn các bác nhá, rất hiếm luôn. Để mua những bộ này ngoài thị trường nó rất là đắt, nhưng ngày hôm nay đến với Đặng Tí Nào Đô thì quá cứ yên tâm luôn. Đây toàn bộ là tay kim loại tự ngắt nhá, đặt xuống dậy bàn sau 3 5 giây nó sẽ tự ngắt, rất cao cấp luôn. Đầy đủ phụ kiện các bác, đây chống lăn này nguồn rất là lớn luôn, bảo hành cho 1 năm luôn, em Đặng Tín bảo hành 1 năm cho bác luôn. Và đặc biệt bên đây đến Đặng Tí Nào Đô nhá là có sẽ được nhận hàng test thử không hay cho trả lại, riêng bên Đặng Tí bán hàng không phải cọc, các về bác test thử không hay cho bác trả lại. Bây giờ sẽ test bằng cái tiếng mic của dòng mic BBS này và sẽ báo giá các bác. Bác nào chốt nhanh tay thì còn, thì có 5 bộ thôi. Cơ hội rất là ít thôi cho bác nào nhanh tay. Để bác nghe tiếng mic nhá. Mà nó quá là chất với một mic không dây. 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7. Điểm mang lá vàng đơn thủy tình cũ. 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 2. Bác nghe chất âm của mic này, em nói luôn bao hay luôn, không hay cho bác giả lại luôn, cứ nhận hàng kiểm tra anh toán không hay giả lại. Và em nói là có 5 bộ duy nhất mic BBS cao cấp này thôi. 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Và ngày hôm nay em xin báo giá luôn, các bác giật mình với mức giá ngày hôm nay luôn. Bác nào chốt nhanh tay nhắn tin qua cho em, Vũ Phát là chốt mic BBS một mic không dây. Chốt mic BBS nhắn tin ngay cho em giá 1.380.000. Bộ mic không dây cao cấp như này bán 1.380.000 vào ship. Bác nào chốt nhắn tin qua cho em. Với cú pháp là chốt mic BBS, và em nhắc lại em chỉ có đúng 5 bộ thôi. Chốt mic BBS 1.380.000 bộ mic không dây. Anh em phải mua một bộ hàng bãi vớ vẩn thôi nhá. Một bộ hàng bãi vớ vẩn thôi, bây giờ là 1.9-2 triệu. Chứ đừng nói em bán một bộ mic BBS cao cấp 6 tụ ngắt mặt phay nhôm như này, giá 1.380.000. Bác nào chốt hãy nhắn tin qua cho em. Bác nào chốt vào lòng hãy nhắn tin qua số điện thoại nhá. Chứ bình luận trên này, trên livestream mà bình luận dưới video không chốt đơn đâu nhá. Bác nào đấy cứ nhắn tin qua số điện thoại. Chốt mic BBS 1.380.000 em bao ship được đôi. Thực sự bác không bao giờ có cái giá này luôn, không ở đâu có một cái mức giá như này cho các bác. Nhận hàng kiểm tra thanh toán không hay được giả lại cơ mà. Được chưa? Đây cây là cơ hội rất là lớn rồi. Anh em nào có nhu cầu chốt nhanh tay nhắn tin ngay qua số điện thoại. Chốt mic BBS 1.380.000. Rồi có người anh em thấy giá sốc không? Anh em hoan hỉ cho một like nào. Có thấy giá nó quá tốt của bác vào theo video hoan hỉ cho một like nhá, và nhấn đăng ký kênh em. Và tiếp tục đây thì em xin thông báo bác, đây em có 3 chiếc đẩy ETC KH1400, một dòng đẩy 4 kênh bản cao cấp nhất của ETC 4 kênh nhá, hàng nhập khẩu chính hãng, công suất là 1.400W một kênh phiên bản màn hình. Thì 3 chiếc đẩy là 3 chiếc của ông khách bom hàng đây. Thì những cái lô đẩy này em bán hơn 1.000 chiếc rồi, anh em biết rồi, nhưng mà đây của 3 ông khách hôm nay bây giờ hàng nó cầm về đây. Ông thì vợ không cho mua, ông thì đến nơi không có tiền. Thì có biết rồi, bên Đặng Tí bán hàng không phải cọc thì thực chất là không thể tránh những thành phần vớ vẩn này được. Thì em bán hơn 1.000 chiếc thì hoàn về 3 chiếc thôi, không quá nhiều. Thì ngày hôm nay em bán chiên luôn cho 3 chiếc này các bác. Tất cả vẫn còn hàng nguyên hộp sâu hết 715. Dòng này anh em biết rằng nó full, nó dây súp hơi. Bác làm sâu sự kiện kẹo kéo vào dùng đình thì bác quá chất rồi. Em đã bán hơn 1.000 chiếc rồi, 1.400W một kênh nhá, phiên bản màn hình cao cấp của EDC. Rồi em giới thiệu chi tiết cụ thể lại các bác. Đằng ruột gan mà sẽ báo giá các bác. Duy nhất 3 chiếc em bực mình em bán giá cực kỳ sốc ngày này luôn. Đây đằng sau đây có 4 đường nhà vào này, 4 đường link tín hiệu này, đầy đủ các gạt system barrel, các đường ra loa bằng giác vặn và giác lưu trích, và dây nguồn vào rất là lớn nhá. Được chưa? Và cho bác chiêm ngưỡng lại ruột gan con này, rất là khủng luôn. Nguồn con này 22 phần nhá, nguồn đỏ au luôn anh em, như này cực kỳ khủng. Và như em nói rồi đây, phiên bản cao cấp nhất là chạy 24 tụ, thường mỗi bộ ngoài thị trường ấy nó chỉ chạy 12-16 tụ thôi, nhưng đối với dòng cao cấp nhất là chạy 24 tụ của EDC luôn, mạch cần H chạy 4 quả gió, tất cả dụng đèn sò trường là JVKF, và con này chạy cả sò chính và bộ áp là 80 sò trường, chạy cả sò chính và bộ áp là 80 sò trường, 1.400W một kênh, quá chất cho các bác luôn. 24 tụ nhá, 80 sò cả bộ áp. Dòng này có biết rồi, mua ngoài thị trường cực kỳ đắt luôn, nhưng ngày hôm nay em có 3 chiếc đây của 3 ông khách bom hàng này, em bực mình em bán cho bác nào nhanh tay nhá. Rồi bây giờ sẽ test thử cho bác nghe chất âm và sẽ báo giá các bác luôn. Đây trên bảng màn hình, đây chỉ đánh kênh 1, kênh 2 nhá, kênh 3, kênh 4 không đánh nhá. 1.400W một kênh bác nghe chất âm này, rất là sạch và căng nhá.
chất âm nó ra quá sạch sẽ và căng luôn. Các bạn hoan hỉ ủng hộ cho like, bác nào mới vào ủng hộ cho like nhá. Và ngày hôm nay em xin báo giá luôn. Đây, em bực mình còn đúng 3 chiếc, tất cả vẫn còn mới nguyên hộp hết. Cái lô này thì hết sạch rồi, còn 3 chiếc này bọn em về thôi. Em bảo hành 1 năm và với quan điểm bán hàng em nói rồi, em là đơn vị đầu tiên bán đẩy không phải cọc. Có được vẫn được nhận hàng, kiểm tra thanh toán không phải là cọc nên qua em quá yên tâm luôn. Bác nào chốt nhắn tin qua cho em, với phát chốt đẩy ETC 1400. Bác nào lấy cứ nhắn tin qua số điện thoại nhé, em nhắc lại, bác nào chốt vừa lòng hay nhắn tin qua số điện thoại với phát chốt đẩy ETC 1400, 6.100.000 ngày hôm nay. 6.100.000 ngày hôm nay bao ship, chưa bao giờ em bán một mức giá thế này luôn. 6.100.000, bác nào chốt nhắn tin qua cho em. Với phát chốt đẩy ETC 1400. Các bác nhận hàng kiểm tra thanh toán không đúng như bác giả lại. Không phải đặt cọc nhá, em nói luôn, bên Đặng Tín bán hàng không phải cọc, đủ uy tín chưa? Chốt đẩy ETC 1400 nhắn tin ngay cho em, 6.100.000. Có bác xác định mua ngoài thị trường một phiên bản đẩy cao cấp 24 tụ như này nhá, phiên bản không như này không dưới 90 triệu. Em nói luôn. Đếm Đặng Tín Alo ngày hôm nay em bực mình, em bán luôn bác 3 chiếc, tất cả mới nguyên hộp shop hết. Bỏ 15, chốt đẩy ETC 1400, 6.100.000 để bao ship, một con đẩy 1.400 kênh, hàng nhập khẩu chính hãng ETC. Và đây phiên bản cao cấp nhất, phiên bản màn hình. Anh em đánh nó full loa dày thì quá chất luôn, xúp hơi. Chốt đẩy ETC 1400, 6.100.000 cơ hội, chỉ có 3 chiếc cho ba con tay nhá, duy nhất. Một con đẩy bung kênh này, chốt đẩy ETC 1400 cho em. Đi từng sản phẩm một nhá. Rồi. Và tiếp tục là những chiếc vang cơ lai số mà đang từ các bác đặt hàng quá nhiều luôn. Tiếp tục ngày hôm nay em bán chiên các bác những chiếc vang cơ lai số ETC bản mới nhất, ETC G8000 Pro, một phiên bản cao cấp nhất hiện nay. Một dòng vang kèm nâng tiếng nhá. Đây vang hàng chính hãng ETC. Vang này đã kèm sẵn một chiếc nâng tiếng rồi, nên bác mua dòng này không cần phải dùng nâng tiếng nữa nhá. Và đặc biệt con này quá là hay luôn, echo gì vật riêng biệt, cổng qua một tút đầy đủ và có trong hú tự động hết. Đây, hàng chính hãng luôn. Anh em làm sâu sự kiện kẹo kéo và gia đình thì quá đẹp và quá chất luôn. Và đằng sau của chiếc vang đây, có đầy đủ cổng qua một tút này, hai đường nhạc vào trong con sen này, L và R này, đường ra súp và hai đường sâu lao, có đầy tổng là 5 đường ao, rất tiện lợi. Và hai nó mic đằng sau. Và bác nhìn cho cái phiên bản trước mặt này, màn hình hiển thị nó quá đẹp luôn. Thì đầu tiên rất dễ chỉnh, tôi nhỏ cổng nhạc, tôi nhỏ effect âm nhạc và tôi nhỏ mic. Thì quá là để bác chỉnh ở đây này. Chỉnh bass chung một check của nhạc này. Bass chung một check của mic và anh em như echo gì vật riêng biệt. Cắt súp ngay trên mặt vang luôn. Và em sẽ test và nghe tiếng mic con này. Riêng dòng vang này anh em làm sâu sự kiện kẹo kéo vào gia đình thì quá là hay luôn. Đây bác nghe còn chất âm của echo gì vật con này và với dòng vang cơ lai số mà kèm nâng tiếng thì nó hay thế nào nhá. Nó nâng tiếng nhạc từ mic lên hay cực kỳ luôn. Làm sao về một ngày tôi hết rồi người ta xa tôi. Làm sao về một ngày quên biết lời thì ngày xa xôi. Một ngày và một năm. Bác nghe tiếng effect của nó khi được kèm nâng tiếng bên trong nó hay thế nào. Và ngày hôm nay tiếp tục bán chiên quá, số lượng không có nhiều, có vài chiếc thôi vì hãng cho bán có vài chiếc rồi nhá. Bác là muốn sử dụng một dòng vang cơ lai số cao cấp nhất hiện nay. Với mức giá bác là chốt nhắn tin qua số điện thoại em, vũ vào chốt vang G8000. Chốt vang G8000 nhắn tin cho em 1.350.000 để bao ship. Tặng một dây quang này, tặng bác một dây quang cắm tivi và tặng có một đôi giắc ca lông. Đây, đôi giắc ca lông để cắm số đẩy xuống đi này, 1.350.000. Chốt vang G8000. 1.350.000, em bao ship thôi, bảo hành 1 năm, nhận hàng kiểm tra thanh toán không phải đặt cọc. Quá thoải mái luôn. Và các bạn hoa thì ủng hộ cho bạn này nhá. Bạn thấy một con vàng nó quá chất lượng, ủng hộ cho bạn này đi. Bạn đăng ký kênh cho em. Chốt vàng G8000 cho em, một cơ hội rất rất lớn cho anh em sở hữu một dòng vàng kèm nâng tiếng cao cấp của EDC. Chốt vàng G8000, 1.350.000. Bao ship lời bảo hành 1 năm, tặng dây quang, tặng giắc ca lông. Số lượng không có nhiều nhá. Bạn nào thực sự muốn sở hữu dòng vàng cơ số cấp thì nhắn tin ngay cho em, 1.350.000. Rất nhiều sản phẩm EDC rất là nhanh nhá. Và ngày hôm nay đây, em sẽ lên sóng các bác siêu phẩm đẩy hai kênh, hàng chính hãng của Etrolic, một dòng sản phẩm công nghệ thiết của Mỹ nhá. Model D2950, một con đẩy hai kênh, công suất là 850W một kênh, hàng chính hãng luôn. Và con này em về được hai chiếc, thực sự là em may mắn về được hai chiếc này. Và em sẽ bán một mức giá cho bác xem nội thất con này cực kỳ khủng và một mức giá phải nói là quá sốc cho bác lòng ngành tay mùng 1. Thì con này em bao anh em đánh tốt trăm hai đô full 30 hoặc một đô 40. Và riêng dòng đẩy em bao anh đánh súp hơi 40 được. Con này nội thất cực kỳ khủng và chất luôn, cực kỳ hay luôn. Đây. Và duy nhất em về được hai chiếc thôi. Hàng chính hãng nguyên hộp luôn. Bảo hành 1 năm. Đây tất cả phải còn chính hãng luôn. Đẩy hai kênh nhá. Con này rất là hiếm các bác nhá. Đây hai đường nhạc vào này. Hai đường tín hiệu này. Các đường ra loa và ra vặn và ra lục trích. Và trong chiêm ngưỡng ruột gan và cho bác báo giá bác làm nhanh tay vì có hai chiếc thôi.
có một chiêm ngưỡng cho em nội thất con để hai kênh này. Nguồn đỏ au nhá, rất khủng luôn. Và điều đặc biệt con này có bo lọc tín hiệu nhá, nên chất âm nhạc con này em bao hay không hay cho trả lại riêng dòng này luôn. Và nhìn từ cái dây này, tất cả dụng đây sò trường là JVK, tất cả chạy đây là sò trường là JVK hết nhá các anh nhá. Và nhìn chưa, và con này chạy tổng 32 sò, 32 sò trường là JVK 850W một cây. Và đợi một chút sẽ báo giá, các bác sẽ phải ngỡ ngàng luôn. Có hai chiếc duy nhất cho hai bác là nhanh tay thôi, em bảo hành có một năm yên tâm luôn. Và nó đánh 2 đô 40 hoặc 1 đô 40, con này căng đét luôn. Và quan trọng là nó sạch sẽ, nó hay hàng chính hãng. Anh em mua ngoại trường cái dòng này thì cực kỳ là đắt luôn, em khẳng định luôn. Bo lọc tín hiệu nhá. Đấy, mạch KH, sò trường là JVK. Và đây, em sẽ test bằng nghe chất âm. Rất đẹp luôn. Bây giờ em sẽ test bằng nghe chất âm và bác nghe cái chất âm còn nó khỏe như nào nhá. Như này bạn này, nó mới hơi nháy đèn này. Nó khỏe, nó lực và tiếng nó rất là sạch. Cực kỳ đẹp luôn. Và quan trọng rất là khỏe cho bác xem giá luôn. Và mùng 1 em rồi, em chỉ về đúng hai chiếc. May mắn nhá, đây là may mắn hãng em tuồn ra được thôi. Đây, cho bác xem đây. Đây là trong vé chính hãng đây. Con này hàng ngoài thị trường nó bán là 7.500.000. Cho bác xem. Vì con này phiên bản rất cao cấp, em nói rồi, cái dòng này rất là cao cấp chính hãng đây. Ngoài thị trường nó bán là 7.500.000. Nhưng ngày hôm nay em tuồn ra được đúng hai con thôi. Em sẽ bán tri ân cho hai bác là nhanh tay ngày mùng 1 tháng này. Cho anh em muốn sử dụng một chiếc đẩy hai kênh công suất 850W hàng cao cấp. Em nói đây là hàng cao cấp nhá. Đây, thị trường bán 7.500.000. Và ngày hôm nay bác nào chốt nhắn tin ngay cho em. Nhận hàng kiểm tra thanh toán không phải đặt cọc. Đếm đặng tí nào luôn. Chốt đẩy D2950 cho em bác lấy nhắn tin qua thoại. Cú pháp là chốt đẩy D2950 giá 3.900.000 để bao ship. 3.900.000 để bao ship một con đẩy này chưa bao giờ có luôn. Chốt đẩy D2950 nhận hàng kiểm tra thanh toán không phải đặt cọc. Chốt đẩy D2950 3.900.000 để bao ship. Không tội gì anh em phải đi mua một chiếc đẩy bãi làm gì cả. Thực sự vốn phiên bản cao cấp chính hãng 32 sò trường là JVK này 3.900.000 vị nhất hai chiếc thôi. Anh em nào chốt vui lòng nhắn tin qua cho em, chú có chốt đẩy D2950. Thực sự các bác là đây ngày 1 tháng mới có giá này thôi. Đấy, bác nào lấy nhắn tin ngay cho em có thoại em nhá. Các bác ơi, nghe vào hoan thì ủng hộ cho like nào. 1 tháng ủng hộ cho like và đăng ký kênh em nhá. Và nhắc lại đây, không bao giờ có cái giá này luôn nhá. Chốt đẩy D2950 nhắn tin ngay cho em. Duy nhất em có hai chiếc thôi, 3.900.000 một chiếc đẩy cao cấp này. Ngoài thị trường đang bán 7.500.000 con này đây các bác nhá, vì hàng cao cấp rồi. Cơ hội thực sự là ngày hôm nay rất nhiều mặt hàng, sẽ đi rất là nhanh thôi. Và tiếp tục đây, trước mắt qua đây em thông báo bác là tiếp tục em cập bến những chiếc quản lý nguồn Martin model MPA99. Thì bác biết rồi, đây là dòng quản lý nguồn có thể nói là cao cấp nhất hiện nay với các bạn quản lý nguồn. Thì tất cả nó làm sâu lớn sự kiện kẹo kéo vào dùng gia đình thì không thể thiếu một chiếc quản lý nguồn rồi. Khi bác sử dụng quản lý nguồn này thì sự cổ an sẽ nhảy luôn. Nó sẽ bảo vệ toàn bộ thiết điện các bác. Và đặc biệt với phiên bản Martin, các bác biết rồi, nó quá nổi tiếng. Và đặc biệt dòng này rất là hiếm nhá. Em về mãi về 5 chiếc thôi, nguyên hộp hết. Và tắt từng cổng một. Và con này đây, đằng sau có 8 ổ cắm, đằng trước một ổ. Và bác nhìn cho em tất cả chân cắm nó này đều bằng đồng hết. Và anh em lưu ý là cắm rất chặt chân nhá. Và dây nguồn rất là lớn luôn. Anh rất yên tâm độ chịu tải, bác cắm làm sự kiện lắm 5-6 con đẩy thoải mái, yên tâm nhá. Và đây cho bác xem cái giá trị của chiếc quản lý nguồn Martin này. Đây, đây là toàn bộ cái giá trị của nó, cực kỳ khủng chưa. Con này chạy 2 tầng lọc nhá, 2 tầng cuộn lọc đồng và 3 tụ lọc, có rơ le đóng ngắt, nên điện áp đưa ra nó rất là sạch, không hiện tượng ù xè và la ra loa. Và quan trọng rất an toàn. Rất nhiều bác đi mua cái mấy quản lý nguồn vớ vẩn về dùng ra nó cháy lổ chập, nhiều bác còn cháy cả dàn luôn. Lối với dòng quản lý của Martin có yên tâm luôn về cái sự lọc điện của con này. Và quan trọng là an toàn. Rất hiếm để kiếm một chiếc quản lý nguồn có hai lọc như này nhá, hai tầng lọc và ba tụ lọc như này, cực kỳ cao cấp luôn. Nhưng đặc biệt giá ngày hôm nay em bán chiên cho các nào nhanh tay. Với phiên bản cao cấp này có mua ngoài thị trường em luôn không dưới 3.500.000 đến 4.000.000 đúng không? Nhưng ngày hôm nay bác nào chốt nhắn tin ngay cho em. Số lượng em chỉ có 5 chiếc thôi.
bảo hành 1 năm, nhận hàng kiểm tra thanh toán không cần phải đặt cọc, được chưa? Chốt quản lý nguồn PA99. Một đèn chốt quản lý nguồn PA99 cho em. 1.600.000 đồng bao ship tặng một combo pin sạc. Chơi lớn chưa? Chốt quản lý nguồn PA99 nhắn tin ngay cho em, 1.600.000. Em bao ship tặng một combo pin sạc. 1.600.000 em bao ship tặng quá một combo pin sạc luôn. Đây. Rồi các bác đây. Tặng cho bác một combo pin sạc đây. Đấy, chốt quản lý nguồn PA99. Đấy, 1.600.000. Bác nào chốt nhắn tin ngay cho em nhé. Bác nào chốt vô lòng hãy nhắn tin qua cho em. Chốt quản lý nguồn PA99 nhé, 1.600.000. Nhận hàng kiểm tra thanh toán không phải đặt cọc, tặng một combo pin sạc luôn và đúng 5 chiếc thôi. Thực sự anh em bỏ đồng tiền ra chơi với phiên bản quản lý nguồn cao cấp này, một an toàn, hai là cái sự ổn định. Thì app đưa ra nó sạch sẽ, không như tượng ù xẻ ra loa. Bác nào chốt nhắn tin ngay nhá, chốt quản lý nguồn PA99 1.600.000 nhá. Nhiều mặt hàng quá bác ạ. Rồi sinh nhật cửa hàng nghe, sinh nhật em Đặng Tí Bác Hoan thì ủng hộ cho mình like ơi. Em bán giá nó quá tốt rồi, bác không ngại ngần ủng hộ cho mình like đi. Và tiếp tục cái video thì ngày hôm nay đây, em đã cập bến thêm bác những chiếc đẩy ETC F2500. Đây là dòng đẩy cực kỳ khủng của ETC và nó là khủng nhất, công suất là 2500W một cây. Với dòng đẩy này chuyên đánh phun đôi và súc kép, chuyên phun đôi và súc kép cho các loại súc kép phun đôi đánh tất luôn. Đấy, con này đã bán rất nhiều cho các bác về đánh phun đôi súc kép rồi, quá uy tín luôn. 2500W một cây, mạch cần H, hàng nhập khẩu chính hãng ETC, con này rất là nặng nha. Giá thì thực sự các bác là tri ân các bác, rẻ hơn thấp nhất một lửa so thị trường luôn. Đây đằng sau đây, được chưa? Đằng sau đây các bác đây, có đường nhập vào này, và con này được cắt súp ngay trên mặt này nhá. Đây có đường cắt súp luôn, và bác có thể cắt súp ở trên vang, trên cốt, nhưng con này có đường cắt súp đằng sau luôn. Dây nguồn cực kỳ khủng luôn, công suất lớn mà. Và trong chiêm ngưỡng rùa gao này, đây. Nguồn nó quá khủng luôn các bác này, đỏ ao này, và nguồn nó rất là cao các bác nhìn này. Cái nguồn nó cực kỳ cao nhá. Đây, thông số đây cái nguồn có thể lên 6.000W. Nhìn này. Đánh phun đôi súc kép mà. Và bác nhìn cái dàn tụ của này. Tụ nó cao gấp đôi tụ thường, đây tụ thường nó thế này nhưng tụ này nó cao các bác nhìn này, từ dưới đến kia nhìn nó rất là cao luôn. Gấp đôi tụ thường luôn. Và tất cả mạch cần H sở dụng sò trường là JBK. Bảo hành qua 1 năm luôn. Chuyên phun đôi súc kép nhá, hàng quận 4 và gió nó to quá nhỉ. Có gió to như bàn tay luôn. Thế nó mới chịu súp đua súp kép nhá. Dòng này thì em bán rất nhiều và cực, thực sự nó rất ổn định cho các bác luôn. Bảo hành 1 năm. Đấy. Cực kỳ khủng luôn. Bây giờ sẽ cắm vào test thử bác nghe chất âm nhá. Đây. Bây giờ em sẽ cắm sang vào test thử bác nghe chất âm nhá. Đây, em sẽ nhích thử cho bác nhá. Cái 1, cái 2 này, hơi nhích này. Rất là khỏe luôn. Với dòng đẩy cái phun đôi súc kép 2500W một cây. Và em xin báo giá luôn. Có mua ngoài thị trường với phiên bản đẩy như này nhé, ngoài thị trường không bao giờ có mua được dưới 11 12 triệu với phiên bản cao cấp này. Nhưng ngày này bác nào chốt nhắn tin ngay qua cho em, đúng không? Chốt đẩy F2500. Chốt đẩy F2500 nhắn tin ngay cho em, 7.800.000 em bao ship. 7.800.000 em bao ship. Dòng này chưa đánh sự kiện các nhé, dòng này chưa sự kiện rồi. Chốt đẩy F2500. 7.800.000 đây. Bác nhìn rất khủng luôn. Với một con đẩy ETC cao cấp này, chốt đẩy F2500 7 triệu, 7.800.000 em bao ship bác, ok chưa? Đấy, chốt đẩy F2500 cho em, 7.800.000, 2500W một cây, hàng cực kỳ khủng của ETC luôn. Đấy, bác này nhìn thấy này, sự nó rất là khủng khiếp luôn. 2500W một cây thì bác đánh phun đôi súc kép con này thì nó là căng đét rồi, bác giã căng đét con này luôn cho em. Anh em chốt nhắn tin ngay cho em nhé.